Chị Quang gần ấy thời gian chú chỉ mong ước một điều thôi, không gì cao sang cả, không phải là nhiều tiền, mà là chú mong ước chỉ một lần, chỉ một lần được gặp con mình. Mặc dù á biết công việc tìm con của chú á cái rất là mong manh, nhưng mà còn một cái tia hy vọng nào đó thì mình sẽ giúp chú trở về lại cái vùng đất xưa, cái vùng đất mà hơn 50 năm về trước chú đã từng sinh sống, và mình sẽ giúp chú thực hiện điều đó để cho mọi người hiểu thêm về cái cuộc sống của chú ha. Thương bằng cái tấm lòng của người ta luôn đó. Mà mình giờ quý sang trọng không bằng cái tấm lòng mình nghĩ tới con, thì sau này con nó cũng vậy đó, nó cũng nghĩ tới tấm lòng của một người con nữa. Cha thay đổi con thay đổi cha, nó cứ liên tục chạy vòng lại như vậy đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì nãy giờ qua những cái cung đường rất là nhỏ thì Bùi Hồ không nói, thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ không biết Bùi Hồ đang có mặt tại vùng tứ giác của thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Và đây là nơi sinh sống của một ông cụ, đó là chú Tuấn, năm nay cũng đã 70 mấy tuổi rồi. Cái công việc của chú mà Bùi Hồ chia sẻ ở những video là clip trước đó, là một ông cụ nhặt ve chai, tích góp cái số tiền để đi tìm con của mình. Và ngày hôm nay Bùi Hồ có mặt tại đây. Đây là nơi sinh sống của chú qua ngần ấy năm. Ngôi nhà của chú thì ở trong kia kìa. Và để hiểu thêm về cái cuộc sống của chú sau những ngày nhặt ve chai trong đêm như thế nào, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ tìm hiểu về gia cảnh của chú nè, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân tặng cho chú một ít hiện kim để chú trang trải trong cuộc sống. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Và đây là những cái vật dụng mà coi như là những cái sinh hoạt của chú á, nó được trải ở ngoài trời như thế này. Những cái chén của chú rửa nước xong thì chú để ở đây. Những cái chai xà bông rửa chén chú đều để ngoài trời như thế này. Đơn giản á, chú là cuộc sống của chú giống như là một người vô gia cư á, cô bác quý anh chị. Theo anh Nguyễn An Giang có chia sẻ rằng á, thì trước đây chú sinh sống ở dưới đây nè. Đây, trước đây chú sinh sống ở ngay tại cái cây trứng cá như thế này. Và người dân người ta thấy thương vì cái cuộc sống của chú á. Thì cuộc sống chú đã dọn cái lều của chú lên trên kia kìa. Là chút xíu nữa đây Bùi Hồ sẽ trao đổi thêm cho cô bác quý anh chị hiểu thêm ha. Ở đây lãnh khỉnh tất cả toàn là những cái phế liệu à. Những cái phế liệu mà chú nhặt được á, thì cái nào á mà còn xài được á, còn sử dụng được á, thì chú để lại sử dụng. Còn những nào mà sử dụng không được á, thì chú đem đi bán ve chai. Chẳng hạn như ở đây có những cái sọt nè. Có những cái sọt nè, là đây là những cái thứ mà chú nhặt được trong đêm, còn sử dụng được thì chú cứ tích góp để đó à. Rồi thậm chí những cái sọt này chú lại có thể biến thành những cái sóng chén như thế này nè. Cô bác anh chị có thể thấy được không? Hoặc là mình có thể tưởng tượng được rằng những cái chai như thế này á, là người ta sử dụng còn một ít thôi và chú vẫn sử dụng đó. Thì thôi không nói nhiều nữa, bao nhiêu đó để hiểu thêm về cái cuộc sống thường nhật của chú. Và bây giờ mời cô bác anh chị vô đây ha. Sáng nay đi bán đồ mới về hả chú? Đi bán về cho. Thu nhập được nhiêu rồi? Kiếm được mấy chục. Đủ ăn sáng uống cà phê không? Hả? Được, dư sức. Dư sức luôn ha. Con đéo này vô cái nhà. Tháo cái khẩu trang này con chú nhận ra chú liền luôn đó. Đúng rồi. con nhà ở chỗ kia kìa. Mỗi lần thì ở đây. Chiếc xe của chú này có đấu giá không? Đây. Ôi trời, cái này nó quanh cái dành luôn rồi. Nó quanh đó. Ôi trời ơi. Có khi nào hồi nó cái bánh nó nằm nơi mà cái xe nằm ngã không ta? Bên đây là hồ nè. Tét hồ. Tét hồ chú Bịch là đâu? Vậy là con tính hỏi chú là cái xe này là phế liệu hay là này là phế liệu? Có nghĩa là ba cái đồ này là đều phế liệu hết đó. Nó đều phế liệu hết. Nó vậy đó, phế liệu á. Trời, chết cha nó bung ra luôn rồi. Cuột lại luôn hả? Cuột lại. Trời ơi. Vậy là cái này là phế liệu hay là ở trên đồ trên xe mới là phế liệu? Là cái này là toàn bộ hình như hết phế liệu hết rồi. chú mướn người ta hàng lại thành chiếc xe hả? Có cái máy đánh chữ mấy cái điện thoại bàn sáng này chú không bán, người ta không có mua.
Không mua chú đem về làm gì? Đem về cái mình bán cho trai. À. Nó bán mì ca đó. À. Ờ vậy đó. Chiếc xe này nếu như mà bán phế liệu là được nhiêu? Cái này được bao nhiêu tiền hả? Bán không? Không, xe này. Sao á? Bán đâu có lấy gì để mình sống được phải không? Đâu, con mượn nè, anh em mượn nè. Ai sao mình la lên sao chú la con nghe không? Cái này nó hư rồi. Ủa này cái này này chú bán cũng mà. cũng mình về sửa được cái điều sửa, còn sửa không được thì mình nhưng bán. Mà chú thường sử dụng cái này để đi bán hay sao? Đúng rồi. Đâu chú la sao? Ví dụ. Alo luôn. Mua ve chai cái này chú mua. Mà cái này. Rồi. Đâu bây giờ cõi lon chú nói thôi coi thử. Mà nó không có pin. Nhưng mà chú giao sao? Thì nó nói mua ve chai phế liệu rồi đó bao. Đủ thứ hết á. Rồi cái này không có pin rồi. Vậy là ban ngày á là chú đi lượm. Không. Dạ. Tối đi lượm, còn ban ngày có đồ món lượm được á mới đi bán. À, mà khi nào có vốn á thì mình mới đi mua được. Thì có khi mình mua, có khi mình lấy. Rồi, thưa. Gì á? Cái kiến. Đâu sáng nay bán được nhiêu cho con xe với? Hai. Đây. Đâu lấy ra đánh số nữa gì á? Không, này số lụm luôn. Hồi nãy có mua hai tờ trăm mấy rồi, trăm rưỡi đó, như đây nè, một đêm trăm rưỡi. Không là mình mà lụm mình gom lại một số đồ nhiều mình mới bán được như đây. Bán được như đây nè đó. Mấy ngày rồi? Cái gì hôm Tết cái giờ là mới làm mấy cái đồ này là lụm từ hôm Tết tới giờ đó. Làm bắt đầu mình mới gom đi bán. Mấy cái đồ này là đồ phế liệu mà. Rồi mình ra mình bán, coi ai mua được thì mua, còn mua không được thì tùy họ. Dạ. Đó, vậy đó. Vậy thôi, đơn giản ha. Đơn giản. Đồ phế liệu là chú bán lại cho người ta xài. Ve chai là riêng hết. Ve chai là riêng á. Cái nào mà còn sử dụng được á. Đúng, đó là vậy đó. Có thể là ta phục lại. Đó, nãy giờ con nghĩ là chú chở đi bán hết. Là ve chai chú còn chứa ở đây. Còn cái phục này không phải nha, cái này mới mua. Mua để mà gắn qua cái phục đó. Đó. Cái này là mới mua nè. Nhiêu? Mua này có 35.000 à. Nó hư rồi. Tự chế luôn hả chú? Tự mình về mình làm thêm cái phục nữa. Cho cái chỗ này là nó nặng, cái nó không có đụng xuống phải không? Nó đụng xuống nó bị gãy. Đó là vậy đó. Nó yếu lắm. Đó là cái này phải chế lại. Chế thêm cái nữa nè. Đưa lên. Đó là xe mình nè. Cái máy này là hồi đó chú mua hay sao? Xe này người ta giúp người ta cho mình. Hồi đó đó là chiếc xe nó bị hư. Hư xong rồi cái người ta thấy tình thương mến thương, người ta mới cho mình mượn tiền. Mượn tiền để mình tới mình mua chiếc xe này. Mà cái người mình ta bán mình đó, người ta cũng giúp mình luôn. Mình đưa chiếc xe kia rồi lấy chiếc xe này đưa người ta 1,5 triệu. Đó là vậy. Rồi lúc trước chú ở dưới đó đó hả? Chú ở đây. Rồi gia đình này mới cho qua bên kia ở. Là ở ngay góc mé đó, là cái nhà ngay góc mé đó. Chứ hồi đó là ở đây. Ở đó bao nhiêu năm? Trời, cách đây cũng mấy năm rồi nha. Năm sau năm. Chứ không phải giỡn đâu. Hơn luôn đó, tính ra cũng là hơn. Hồi lúc cái chỗ này là khai thiên lập địa là cây cối dữ lắm. Chú đứng sáng nay nhìn đẹp trai dữ. Hình như có em biết là hồi đó em có vô là. Đó em đi vô đầu tiên á. Vô thấy cái cảnh vậy đó. Mà cơ duyên nào mà chú về đây sống ngay chỗ này đầu tiên á chú? Trời, cũng cảnh khổ mà. Nó đúng ra khổ lắm. Rồi bên cái cô gái này nó đúng ra họ cũng có một cái cảnh khổ mình mới tá tấp vô. Đôi bên cái mình nghĩ cuộc sống mà. Vợ chồng nó đúng ra không phải vợ chồng. Nhưng mà cái tình thương kiểu như là già với già với nhau để mình có thể lân cận vậy phải không? Đúng bầu. Vậy đó. Chứ người ta thì có chồng có con. Nó là vậy. Người ta giúp đỡ mình. Người ta kiểu là thấy mình đó. Không có chỗ ở. Đúng đó. Người ta giúp mình. Đó là vậy. Thôi bây giờ vô nhà của chú. Các cái nhà này chi phí là bao nhiêu chú Tuấn? Trời này bỏ công ra làm không mà. Đang đồ lụm không à. Cái chỗ nấu nướng của chú đâu? Chỗ nấu nướng lần kia kìa. Đâu chưa khoan vô nhà đi nấu nướng trước đi. Sò đổ chú hả? Nấu nướng bếp đây nè. Đâu? Này. Đó. Bếp đây. Bếp ga. Bếp ga. Sao không có bếp ga bự? Cũng có không, xài bếp bơ bự không có được đâu.
Xài bếp này là vừa tầm rồi. Nó bật lên giờ còn ra không? Mỗi lần mà xài á là mình phải mồi bằng cái gì á? Cái hộp quẹt. Không có tiền mua bếp ga mới hay sao? Tiền mình ở như vậy mà cần phải mua bếp ga mới con ơi. Cái tủ lạnh này là chú lụm về chú làm che. Che đó. Đúng không? Che nó. Con muốn hỏi là nếu như mà mưa thì sao? Mưa mình lấy đồ mình đậy lại rồi nè. Mưa mà sao chú nấu? Lúc chú đang nấu á mà. Khi nào tạnh thì mình lấy thôi, không có gì. Ăn uống nó cũng không quan trọng lắm đúng không? Không quan trọng, nói đúng ra thì cơm từ thiện đã có mà. Đó, vậy đó phải không? Cái bật xuống cái mồi cái lửa đó. Đó vậy nè, cái mồi lửa. Hiểu rồi. Chú cũng ít nấu ở nhà chú à. Cũng ít nấu lắm, khi nào uống cà phê này nọ thì nấu, chứ còn ngoài ra là ít khi nào nấu lắm. Đây cơm từ thiện là nhiều. Rồi rồi cái chỗ tắm rửa chú ở đâu? Đây. Đây nó đâu qua đó luôn. Cái này đúng rồi. Trời. Đã. Gì? Vậy nè. Có mưa không biết sao tắm luôn à. Đơn giản vậy thôi, không có gì hết á. Đó vậy đó. Chỉ cần miếng đan đó thôi. Vậy nè. Cái này cái trụng vòi nước đây nè. Đâu? Đây nè. Nước thì ở đâu có? Nhờ nhà bên này. Dạ. Đó, vậy đó. Đơn giản vậy thôi. Rồi vệ sinh. Vệ sinh mình đi đâu ngoài kia. Vậy á. Chú là kiểu là vô chơi mà, chơi là dễ. Rồi giặt đồ phơi đấy hả? Giặt đồ phơi đó. Dạ. Ok, không sao đâu. Trời ơi, mình cũng có ống nước thay bộ. Đây. Đây, chậu rồi. Lát nữa tao nói chú tướng la mày. Đó, chậu rồi. Trời. Đó, còn này là ba cái đồ lụm nè. Thấy không? Quần áo thì mình bỏ trong cái tủ này, tủ xốp nè. Đó, quần áo. Đâu, lấy con coi, cho con coi bên này phè cổ nha. Nè, quần áo là sao? Đó. Quần áo. Chú được có nhiêu đồ đó hả? Vậy đó, vậy thôi. À, ngủ tối là vô đây, vô đây. Đó, vô đó. Dạ. Mới hồi nãy ở ngoài mình tưởng đâu trong đây cũng rộng rãi, nhưng mình vô đây thì mưa tạt không chú? Đồ hết. Mưa thì không có tạt, đây mình có nhiều lớp lắm. Mình lụm ba cái này nè, phải không? Mình về mình che lên đó. Chú lên đó chú ngồi đi. Có điện được kìa. Cũng mỗi tháng mày cũng chịu tiền điện có hết. Nước điện đủ thứ cũng có hết. Thì sáng nay đi bán rồi mấy giờ? Đây cũng quần áo đây nè, quần áo lụm không á nha. Lụm hả? Lụm á. Chứ không ai có mua luôn hả? Không, đồ là không có giờ mua. Lụm rồi xong rồi cái mình về cái nào mình bận được cái mình giặt. Đó là vậy đó. Sao không có tiền mua hay là tiết kiệm tiền? Không phải, mình lớn tuổi mình đâu cần phải mình mua ba đồ làm chi. Tặng đồ lụm, đồ mà của người ta từ thiện để cho nữa. Yeah. Vậy đó. Đây nè, ba quần áo ngon, cái bộ đồ tặng đồ xịn không có bộ đấy đâu. Cái này là đồ để thay ra. Vậy là tất cả của chú là đa số là từ việc mà lụm. Lụm là nhiều nhất, mua là. Cái nào mà còn sử dụng được thì tích góp để lại. Đó. Cái nào mà không sử dụng được thì bán phế liệu. Đúng rồi. Và kiểu là sống tiết kiệm nhất có thể. Đúng rồi. Đó tóm lại là quần áo là đồ lụm không à. Cái này cũng lụm luôn, bồn mền cũng lụm luôn. Lụm hết. Nhưng mà không phải một lần có nha. Cũng có nhiều lần mình gom lại rồi mới có, chứ không phải tự nhiên mà có một lần mà nguyên một đống đồ, không phải. Đó là vậy. Nhưng mà tính ra là chú đi lượm hay chứ. Hay á, không phải nói là nhiều lúc mình cảm thấy cái cuộc sống nó làm cho mình sinh tồn, phải không? Mình cảm thấy cái tự nhiên mình lượm được, mình cái nào xài được mình xài. Vậy đó. Nhưng mà vậy. Chú bữa nào đi lượm bà vợ luôn đi. Bà vợ hả? Không được. Ai mà thương những người với trai này, nó thẳng luôn. Nó thật sự. Có nhiều người ta vẫn thương, chú nói với con là có người thương hả? Nhưng mà không được, cái đó thật sự, cái điều đó là không bao giờ có, thật sự luôn. Đã có lần nói với con, những người đi lụm với cha là hiếm có cái những trường hợp mà người ta tụ lại lắm, hiểu không? Trừ khi nào người ta có một cái địa vị sống chung với nhau rồi, nó bị một cái cơ duyên gì nó thất bại thì họ mới chấp nhận vậy thôi, chứ còn ngoài ra như chú là đừng lo có, không có gì. Con muốn biết được rằng cái cảm giác của chú như thế nào khi mà đợt vừa rồi con quay clip của chú có hy vọng nhiều về cái việc mà gặp lại con của mình không? Đa số thì có nói người ta nha, nói vậy là cơ duyên của mày là có thể là người ta có thể là người ta giúp,
Nhưng mà trên giúp trong cái vấn đề tinh thần mình ta cũng theo dõi mình có phải là thật sự vậy hay không. Đó, tôi nói khỏi, đây người ta thực tế chứ không phải giống như mấy người khác đâu nha, này rõ ràng lắm á, chứ không phải người ta không giúp đâu nha. Tôi gặp lần là lần thứ hai rồi đó. Ừ, vậy hả? Ừ, lần thứ hai rồi đó, chứ không phải không có. Rồi cái mình nói là vậy là cũng cầu mong nó, đúng ra cũng có nhiều hoàn cảnh khổ lắm phải không? Đâu phải người ta cũng giúp được, mà tùy theo người, cơ duyên để gặp nhau vậy đó, để người ta giúp mình. Mà cái cảnh cuộc đời con người ai không khổ, nó đúng ra con người ai cũng khổ. Nhưng mà cái cơ duyên người ta nhìn mình bằng cái thực tế, bằng cái rõ ràng, thì người ta mới giúp mình. Còn cái kiểu như mấy ông nhìn đây ngồi uống cà phê nhịp nhàng tàn ba cái này nó ai giúp. Cái đó rõ ràng luôn chứ đừng nói. Nhưng mà chú nói là con người ai cũng khổ, người ta giàu người ta sao, người ta khổ gì ta? Con không hiểu. Dạ được như thế này, họ làm ăn bị thất bại. Rồi nhiều khi người ta có con có cái rồi nó đâm ra bệnh hoạn, rồi nó đi vào cái vấn đề trụy lạc đó. Rồi bê tha cái tự nhiên cái họ bị xa thơ cái thế. Rồi sao thức thế thì cái lỗi lầm bà vợ, người chồng ai cũng tha thứ hết. Rồi sau khi mà thất bại họ mới nhờ cảm nhận lại để họ lo họ làm. Đó là vậy. Còn những người như chú, từ hồi mà chú cuộc sống tới giờ chuyện không có đâu. Đây là nó thật sự luôn, điều đó là không giờ có. Thôi, mình cứ nghĩ cái số phận của mình như vậy là mình phải chấp nhận chứ đừng có nói đua đòi thêm cái vấn đề gì hết. Trời thấy tụi con là mừng lắm, bữa đó nó thiệt mừng khóc rồi nó mắc luôn rồi. Đúng rồi đó. À, con muốn hỏi chú là sau khi quay đoạn clip lên thì chú mong người ta giúp mình. Dạ. Thì chú mong nhất là được gặp con hay là mong nhất có một số tiền để mình khỏe thân về già? Cái thật sự mà nói trong lòng là chỉ muốn gặp con. Tại vì mình cũng đã lớn rồi. Với phần cái tuổi này mình cũng kiếm được cái phần gạo rồi. Cơm thì cơm từ thiện. Nghe không? Là mỗi lần mình ăn thì cũng có, mình ra ngoài mình làm cũng có rồi, không có gì hết. Đó, chủ yếu là con cái của mình đó là cái điều quan trọng nhất. Đó, giống gì đó. À, có nghĩa là chỉ mong gặp được con thôi. Ừ, con là mình thấy mừng lắm rồi đó. Dù sao thì con cái nó vẫn quan trọng hơn đúng không? Đúng rồi, đó là cái cuộc sống đó rõ ràng luôn, không phải đâu. Chứ còn mà cái vấn đề mà tình thương, mến thương, tất cả mọi người ai cũng có cái vấn đề đó là nó rõ ràng có hết rồi, chứ không có. Dạ. Ai cũng có hết rồi. Mấy mươi năm qua rồi. Ừ, mấy mươi năm. Chú á là lủi thủi đi, lủi thủi về. Đó, đó, vậy là sao. Và lần thậm chí là về đêm thì lặng lẽ ngủ. Đó. Kết thúc một vậy ngày của chú nó để bắt đầu một ngày mới đối với chú á. Là cái công việc dọn dẹp những cái ve chai nó nhặt được. Ừ. Rồi sau đó chú mới lên ngủ. Đúng rồi đó. Thì có khi nào nằm ở đây tự khóc luôn không? Nói đúng ra thì hồi đó có khóc. Sau này hình như riết nó quen rồi, bây giờ mới nhớ tới con. Dạ. Nhớ tới con cái tự nhiên cái mình cảm thấy mình buồn. Lúc nào cũng nghĩ tới con mà. Thật sự là vậy. Hồi đó là khác, còn bây giờ khác. Những bữa cơm, bữa cháo, nhiều khi con mình không biết giờ nó ra làm sao. Cái đó là cái sự sống của hồi xưa, hồi cái thời trẻ. Rồi mình cũng cố gắng lắm luôn. Rồi người vợ thì chết trên tay. Con thì người ông ngoại giữ. Rồi sau này thời gian rồi đi kiếm lặn lội mấy lần. Còn nhớ những cái chỗ đó ở luôn con. Mà rốt cuộc đi lên thì người ta nói cái những cái sóc thượng này họ làm tới đâu họ đi vô tới đó, họ làm tới đâu họ đi vô tới đó. Có nhiều lúc đi, không phải không đi. Rồi dần dần riết là nhớ quen rồi con ơi. Mỗi lần mình nằm ai mà nói tới nghĩ cái con cái tự nhiên cái mình nhớ mình có cái sự cảm xúc là như vậy. Đó là cái sự nó có cái nhiều cái cảnh mà mình không hiểu nổi luôn. Chú có muốn thực hiện lại một lần đi tìm con nữa trước khi mình để quá muộn? Đó 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 đó. Cái đó là nó đúng ra lúc nào cũng nghĩ ước mơ vậy đó. Mình có một lần để mình đi nữa nhưng mà không đi. Một lần muốn một lần đi tìm con nữa. À, một lần nữa. Mà trong lòng thì nghĩ vậy đó. Mà không biết sao tìm đi tới đó sao mà tìm được. Tại tới đó rồi. Rồi cái sóc thượng đó không còn cái đó nữa. Tại giờ đi hết trơn. Hồi xưa là chú thanh niên xung phong. Ở cái khu vực đó. Rồi sống rồi quen. Quen một người đó đó. Rồi quen xong rồi cái bỏ ngủ thanh niên xung phong đi. Bắt đầu mới vô trong rừng để mình làm cái cuộc sống của mình.
mới quen được người con gái đó, rồi người con gái nó bắt đầu mới sanh ra một đứa con. Rồi đứa con chưa được tròn được một tuổi là người ta chết. Chết rồi mình lủi thủi mình để mình lo cuộc sống. Thì ông ngoại của người đó đó mới thấy cảnh vậy mới giữ đứa bé lại. Còn mình lủi thủi vô trong rừng để mình làm lò. Đó là vậy. Cưa cây, chặt cây rồi cuối cùng cũng nản quá rồi. Ông già vợ, ông nhiều khi ông thấy ông không có nghĩ tới mình nữa. Buồn. Giờ đây mai đó đi rồi tớp bắt đầu đi lên Mã Đà, rồi lên ngay chỗ Đức Minh, rồi trở về Định Quán nữa. Đủ thứ để cuộc sống là hồi đó còn trẻ thôi cho lắm đó. Rồi sau này về già, thì về Long Xuyên này bắt đầu cái cuộc sống nó có một cái sự mỹ mãn. Mình thấy thôi kệ, cuộc sống đây rất là tốt. Kệ, đi lụm với cha này nọ cho tới giờ luôn. Nếu mà tính ra với cha cũng gần trên 20 năm rồi bây giờ. Chú vẫn còn nhớ cái nơi mà ngày xưa chú từng đóng quân đúng không? Đúng rồi. Và chú đã đi một lần cách đây hơn 10 năm. Lúc đó thì chú phải tích góp cái số tiền rất là nhiều để chú đi lên đó. Không, không có nhiều đâu. Khoảng cỡ chừng mấy trăm là đủ rồi. Ừ. Đi xe buýt rồi lên cho nó là đủ rồi. Đó nhưng là cách đây 10 năm á. Lắc xa mà. Ở xa hồi đó đó. Hồi đó là mấy trăm là số tiền cũng là lớn đúng không? Đâu phải ít đâu. Dạ. Số tiền cũng lớn rồi đó. Còn nếu như mà bây giờ đi thì phải rất là nhiều tiền. Nhiều thì không biết bao nhiêu nhưng mà mình biết đừng đi. Thì không bao nhiêu đâu. Thì cái lúc đó. Bây giờ con sẽ giúp chú. Ừ. Thực hiện một cái ước mơ. À. Để trước khi nó quá muộn. Đó với chú. Và cái ước mơ này chú nó sẽ. Con nghĩ là nó sẽ lâu lắm. Và con muốn giúp chú thực hiện cái công chuyện đó. Cái việc đó. Một ngày nào đó con của chú sẽ đi lên Đắk Lắk. Được. Vậy là chú mừng á. Thiệt chú mừng lắm. Rồi chết luôn á. Đi nơi cái chỗ đó hồi đó mà chú đóng quân luôn đó. Hồi xưa là chỗ thanh niên xung phong hồi đó. Trong vòng khoảng chú cứ chuẩn bị tinh thần. Ừ. Trong vòng nửa tháng trở lại đây. Ừ. Con với chú sẽ về Tây Nguyên một chuyến. Chú còn nhớ cái số đó là cái số 200. Đắk Lắk. À, cái số 200, 215, 200... chắc quá khoảng 200 à. Là có một con đường đất đỏ đi vô là bờ hồ phải không? Đó. Là Tây Nguyên hồi xưa là chú đóng thanh niên xung phong là cái chỗ đó. Là khu đó gọi là cái trại thanh niên xung phong hồi đó là gọi là hồ 2, thanh niên xung phong trại 2 là ngay cái bãi hồ nước đó. Nhớ đó, ngay hồ nước luôn mà cái cây số đó cây số 200. Đó. Dẫu biết rằng cái việc mà thực hiện tìm kiếm con của mình nó trong vô vọng. Vì có những cái thông tin nó hơi bị mập mờ. Chẳng hạn như là con của mình thì ngày xưa thì nó quá nhỏ. Thứ hai nữa, ngần ấy thời gian trôi qua thì nó cũng kiểu là những cái địa điểm đó nó cũng đã thay đổi đôi khi. Nó lại thay đổi tên của địa danh rồi. Và kiểu là Đắk những Lắk. Người mà thân nhất á thì không biết là bây giờ như thế nào. Rồi. Chú còn nhớ được những cái tên mà người bạn hay là người thân gì của chú không? Nhớ thì không nhớ nổi đâu. Đứa con chỉ có đứa con thôi. Đứa con tên là Seri thôi. Tại vì khi người vợ nó đặt cho con trai của mình nó tên là Seri. Yeah. Là mình chỉ biết cái đứa con đó thôi. Lúc đó bé nó quá nhỏ thì người ta không biết. Bây giờ là khoảng bao nhiêu tuổi chú nói con? Trời, năm mấy rồi đó. Năm mấy luôn á, lúc đó chú với người đó ở với nhau là chú với người đó khoảng cỡ chừng có 17, 18 tuổi, không tới luôn á. Không tới luôn á. Có nghĩa là chưa được cái cuộc sống mà hình như chưa được 20. Chưa được 20 đâu. Lúc mà vợ, cái người mà chú nói là mắt trên tay chú hả? Mất trên tay đó là cái người đó được chôn cất ở chỗ nào hả chú nhớ không? À, chôn cất đó thì không phải là chôn cất luôn, họ thiêu. Nguyên một cái dân tộc đó là để vô họ thiêu. Ở trên đó thì có tục là thiêu. Chứ không có chôn. Thiêu. Chú nhớ là dân tộc gì không? Thượng. Dân tộc Thượng. Thượng mà lấy chú lấy cái người đó người nhờ vợ Thượng nữa. Chú biết mà tên đứa con trai là lúc đó ông ngoại. Ông ngoại tên gì chú nhớ không? Không. Nhớ luôn. Ông với chú cũng là mặt trời mặt trăng dữ lắm.
cũng không có thương gì từ từ cái chỗ đó mà ổng giữ đứa nhỏ luôn á, ổng giữ đứa nhỏ luôn á. Chắc rồi bây giờ cũng mất lâu rồi, ổng thì mất còn đứa con thì không mất. Dạ đúng rồi, đứa con thì không mất nhưng mà chưa biết nữa, 50 mấy tuổi rồi. Đó là như vậy, đứa con thì không mất đâu, cũng mong manh phải nhớ người bạn. Nhưng mà cái chỗ ở địa chỉ á, cái chỗ ở địa chỉ thì nhớ được cái số đó, cái số 200 ngay gần cái hồ nước, cái hồ nước mà hồi xưa đó là cái hồ nước đó là đi bằng voi không nha, tụi thượng đi bằng voi không, đi từng bước mà đi làm nó đi bằng voi không đó. Đó là người con gái mà chú thương á, là chết trên tay mình nó là cái người đó đó, là trong cái sắc thượng đó. Hầu như người Việt Nam mình hình như người chỉ chú có người đầu tiên đó là người Việt Nam đó, là lấy một người vợ đó đó. Chú còn nhớ vậy luôn. Chứ hiếm có người cái trường hợp đó đó, thiệt. Hiếm có người cái trường hợp người mình là người Việt mà lấy được người thượng như vậy. Đó là như vậy. Rất là hiếm có. Buồn ha. Mỗi lần nhắc lại là chú thường hay nhắc đến con của mình à. Ừ, đó là vậy. Tại tuổi mình nó lớn rồi phải không? Nay mai giờ mai rồi, mình cũng không biết làm sao nữa. Đó là như vậy. Thì cuộc đời của mình nó không biết làm sao hơn. Thì giờ chỉ có nhớ con. Đó. Mai là cái nhờ cái gia đình bên này nó cũng đỡ cho mình tạm ở bên kia. Rồi bên kia người ta mua đất rồi. Cái đó thôi giờ ở bên này đi. Mình mới cất được cái chơi nhỏ như vậy. Mình ở mình mong manh vậy thôi. Chưa biết là cái số phận mình nó sẽ như thế nào. Thôi kệ, cuộc đời mà. Còn cái gì nữa hơn đâu. Vậy là ấm cúng lắm rồi, hiểu không? Vậy là ấm lắm rồi, vô đừng lấy. Những đồ là sao? Đồ lụm không? Bằng mồ hôi nước mắt, bằng tay, bằng mồ hôi mình lụm về chấp giá vô. Không cái gì mà gọi là múa đó. Đồ này đây không có gì là múa. Nghĩ mà nhiều cái, mình thấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Sao hạnh phúc? Nó bỏ đi. Mình sao sống vậy rất là hạnh phúc rồi đó. Mình thấy mừng gì đâu trời ơi. Rồi những lúc hôm mà gặp những anh em mà hỗ trợ cuộc sống rồi hỏi về gia đình rồi cứu cho nó. Trời nhìn về trời thấy nó vui gì đâu á. Không vậy. Mừng hết lớn mà vợ đâu. Con thấy mừng lắm con ơi, điều đó mừng lắm. Cái đồ mà người ta cho mình. Chưa nói, thí dụ mình nói đây là cái tủ đi ha. Đó, cái tủ nè. Cái tủ đi đồn sớm, cái tủ gì? Tại vì hồi đó đâu có được để trong này đâu, ngoài trời, để ngoài trời. Rồi mình phải bao bọc về là phải không? Rồi trời mưa đó, nó không ướt, rồi lấy đồ phủ lên. Rồi sau này cái mình cảm thấy cái gì mà được, cái mình đem về, em bỏ vô, giống như cái tủ rồi đó. Đây một cái, kia một cái vậy đó. Đối với chú là cái thùng xốp là cái tủ. Cái tủ rồi đó, thiệt, đây là cái như là cái tủ rồi đó. Và thậm chí là cô bác của anh chị biết không, cái giường của chú đang ngồi nó cũng rất là lạ luôn đó. Đó là kê từ những cái... Bằng ấy không, bằng cây kê, cây. Bằng lụm đem về không. Đó, những cái này sợ nằm nó ngã nè, lấy cái này kê vậy đó, là khỏi có sợ. Có nghĩa là sợ lăn ra. Sợ lăn ra, đó. Vậy đó. Rồi chấp lại. Tàn là đồ lụm không á, chứ đâu phải đồ gì mua đâu. Chỉ cần một đêm về mà mỗi có một cái chỗ để mình chui vô như thế này là thấy mừng rồi, ấm cúng rồi. Khỏi có cần cái một cái điều gì mà mình thấy nó trọn vẹn mà thấy vậy là vui. Vậy là vui, đó là vui. Mà năm nay là cái tuổi cũng lớn rồi, không biết là chừng nào mình đi thôi, phải không? Vậy là thấy mừng, quá mừng. Người ta thì mừng vì người ta có đồ sang, đồ đẹp, ăn ngon mặt đẹp, còn chú mừng á vì mình có một cái chỗ để mà dung thân. Dung thân cái nữa là gặp những người mà hỗ trợ nữa, phải không, làm thấy hạnh phúc vô bờ vô bến lắm. Đâu phải con người mình, đâu phải người nào cũng được vậy đâu con, nó thật sự luôn. Chỉ có những người đã hiểu được hoàn cảnh mình, ta đi tới nơi tới chỗ rồi mình đi làm ở ngoài, người ta còn theo mình, ta nhìn vô những từng bước cuộc sống của mình nữa, rất là hạnh phúc. Đó là cái hạnh phúc những người thân của mình luôn đó. Có khi nào chú nghĩ rằng là trước đây mình đã sống không có lầm lỗi gì, thì bây giờ cuộc sống của mình á, mọi người lại có những cái phước báo nó tự nhiên đến không? Đó, La Thiện nói câu này nè. Có nhân phải có quả. Hồi xưa đó, ở Sài Gòn á nha, chú đi làm ăn á nha, tha phương đủ thứ ở Sài Gòn, chú còn nhớ những cái cảnh mà những đứa bé ngủ á,
chú làm bằng cái mồ hôi nước mắt, có 2 đồng, 3 đồng vậy đó. Rồi mấy đứa bé ngủ chú lấy tiền chú nhét vô tay rồi nè. Rồi sáng nó thức dậy đó phải không? Mẹ nó thấy cái mấy đứa nhỏ có tiền đó, mua bánh ăn. Rồi người mấy người mẹ nó biết liền, một là đứa bé này lụm được tiền, hai là ai cho vậy đó, là có điều đó hạnh phúc. Bây giờ chú cũng nghĩ lại cái cảnh của mình hồi xưa vậy đó phải không? Nói, bây giờ có những cái cảnh mà như vậy cái mình thấy mình mừng vui bến y chang như hồi lúc mà chú nghĩ lại giống như con nít hồi xưa đó. Y chang vậy đó. Hồi đó chú cũng đi làm những cái bốc cao su mà những cái bánh xe đó về đó phải không? Cái chú cũng được mấy ngàn mấy đồng, cái hồi đó mấy ngàn mấy đồng lớn lắm, chỉ cơm có 1,5 đồng thôi mà chỉ cơm ngon luôn á đó. Mình cũng có tiền đó cái mình cũng cho mấy đứa bé, bây giờ mình cảm thấy y chang con cá một chút, mình hạnh phúc vô bờ vô bến đó là như vậy đó. Chú cho con bước lên đó được không? Được, bước đi coi. Không sao đâu, còn như chú té dưới đó cái cảnh này rồi, cái này nó cũng vui. Con muốn chia sẻ chú cái câu chuyện như nè, chú kể là chú nhét cái tay á. Cái niềm vui nhất là hồi đó đó. Theo con cảm nhận đối với những đứa bé chú là tiên là Phật á. Vì sao chú biết con nghe được một cái câu chuyện như thế này? Có một cái câu chuyện về nhà Phật nó đơn giản lắm. Đúng rồi đó, cái đó là có thật sự. Ông bà kia một buổi tối than rằng ước gì ngày mai nhà mình có được vài ký gạo để ăn, tại nhà mình hết gạo rồi. Thì có một cái anh kia anh đi ngang, anh mới nghe được cái tiếng thỏ rẻ của hai vợ chồng. Thì anh nó khuya đêm hôm đó khi mà vợ chồng của ông bà cụ đó ngủ, thì anh đó anh mới đem cái bịch gạo để đó. Sáng mở cửa ra, thì ông bà cụ đó thấy bịch gạo mừng. Thì ông bà cụ nói, ôi vậy là có trời Phật phù hộ mình, giúp cho mình bịch gạo rồi nè. Thì cái việc thành Phật thành tiên nó đơn giản lắm, đó chỉ là những lúc mà người ta hụt hẫng nhất, người ta đói khát nhất như chú. Thì chú nhét vô những cái tờ tiền đó thì đó chú là những Phật ở trung tâm của các bạn trẻ đó rồi. Hồi đó chú làm cực khổ lắm, rồi đi vác những cái cao su thúi lắm nha. Hồi đó những cái miếng cao su người ta trở về mình vác mấy cái miếng đó. Rồi chiều cái về họ đưa tiền cho mình, cái mình cũng có tiền, cái mình về cũng vác cho mấy cái nhỏ vậy đó. Rồi mình cảm thấy mình cũng thương xót về cái cuộc đời của mình như vậy phải không? Cũng nhiều những đứa trẻ hồi xưa mà ai mà ở Sài Gòn là biết những cái cảnh khổ của những đứa trẻ là biết hết. Đó là như vậy, chú đây là nói bằng cái tâm của mình. Có một khoảng thời gian chú nhặt ve chai ở Sài Gòn nữa hả? Có nữa, có Sài Gòn chợ lớn chú lụm hết luôn á, chứ không phải có đâu. Biết hết hoàn cảnh cuộc sống ở đó luôn, chứ không phải không có. Đó cuộc đời đó là như vậy đó. Chú lụm từ Sài Gòn, lụm trở về Long An, rồi lụm trở về ở Bình Điền, rồi lụm trở về Cao Lãnh đó, tùm lum hết, rồi sau này mới về ở miền Tây ha. Là Đồng Tháp nè, đi đội cát, đi đội xà lan, đủ thứ hết. Thôi bây giờ như thế này nè. Con sẽ giúp chú thực hiện một cái ước mơ. Lần này coi như con với chú cũng có duyên, tại con rất là cảm mến chú. Đúng rồi. Về cái cách sống của chú cũng như là cái cách mà chú đã từng ngậm đắng nuốt cay từ ấy giờ để mà muốn một lần đi tìm con. Thì trong vòng nửa tháng nữa, trong vòng 15 ngày trở lại đây, con với chú sẽ thực hiện một chuyến đi về Tây Nguyên. Và con sẽ giúp chú thực hiện điều đó ngay tại Tây Nguyên. Chịu không? Chịu á, cái đó là chịu lắm. Chú phải sắp xếp cho con điện chú ơi sắp xếp con lên Sài Gòn, con chú bay ra ngoài kia. Con chú sẽ đi bằng máy bay bay ra ngoài kia để rút gọn thời gian. Đi máy bay hả con? Dạ. Chú có giấy tờ đầy đủ mà đúng không? Có, không có giấy tờ đâu. Chú có căn cước không? Không. Ôi chết rồi. Không có giấy tờ. Không có giấy tờ thì không thể nào. Nhưng mà về cái nơi mà gia đình Hóc Môn thì hỏi mấy người đó họ chứng nhận cho mình được. Nhưng mà hiện nay là chú có giấy căn cước để chứng minh mình là công dân không? Không có. Không có giấy tờ. Chỉ có là về cái chỗ địa phương đó là công an đã xác nhận cho mình có ở địa phương đó. Con muốn hỏi là chú có giấy tờ thì chú mới đi máy bay được. Chú không có giấy khai sinh, chú có. Có giấy khai sinh thì có. Có giấy khai sinh là có giấy khai sinh mà có luôn cả cái hộ khẩu trắng đen luôn. Dạ. Vậy là có giấy khai sinh là đi được à? Vậy hả? Dạ. Thì con nữa. Con chú cháu mình đi.
Nghe thấy mừng chưa? Ừ, về quá mừng như con nữa, thiệt mừng lắm á. Nhưng bây giờ đó là thật sự rất là mừng. Nói là con không có được lời chú. Con mà nói sự thật là từ khi mà giải phóng đến giờ chú không có một cái tờ giấy gì hết. Ừ. Nhưng mà có giấy khai sinh, có hộ khẩu. Nhưng mà cái gia đình hồi xưa của chú ở là ở tại Hóc Môn có. Dạ. Chứng nhận có đàng hoàng. Hay để con, bạn con như thế nào để con xử lý việc đó cho chú. Nếu như có giấy khai sinh. Để mà chú cháu mình đi máy bay để tiết kiệm thời gian. Còn ngày hôm nay á, đến đây thông báo cho chú thêm một tin mừng nữa. Tin mừng thứ nhất là con sẽ giúp chú thực hiện cái ước mơ này. Thì nếu như cô chú không ủng hộ thì con có thể là trích quỹ của Mạnh Thường Quân, hoặc là con chú sẽ cùng đi. Còn một cái thứ hai á, cái số tiền này là nó sẽ gấp rất là nhiều lần chú nhặt ve chai những ngày qua. Trời là, mình quý là đây là 500 đúng rồi của bà. Của anh Phong ở Tân Bình gửi tặng cho chú. Tại vì chú nói là mỗi ngày chú thu nhập 50.000 thì chú đưa 500.000 là gấp nhiêu ta? 10 lần. Còn đây là một chị ở Mỹ gửi cho chú là 1.178.000. Gửi cho chú là 1.200.000, tổng cộng là 1.700.000 nha. Cảm ơn rất nhiều. Mua gì ăn ngồi bỏ vô để mà mai mốt còn đi xa với con. Mừng quá con ơi, thiệt quý lắm á. Cái đó đây là cái những cái là quý nhất để trong cái cuộc đời. Thay con thay mặt Mạnh Thường Quân làm ngày xưa giống chú đã làm cho các đứa bé. Đó. Giống vậy con không? Tin là ý chang. Nhiều khi đang ngủ ha, chú không có làm được bao nhiêu. Chú chỉ chích ra được một phần cơm nhỏ thôi cho đứa bé sáng dậy nó có xô ăn. Mà hầu như là cứ một tuần được 20 lần như vậy. Có nhiều khi mình muốn giúp nhiều, giúp không nổi, thật sự là vậy. Cỡ như đó sáng dậy con bé nó có cơm ăn. Rồi cái nhiều khi mình ngồi mình thấy mấy đứa bé vậy mình thấy cũng mừng lắm chứ bộ. Đó kệ cuộc đời. Con nói đúng, có nhân có quả rõ ràng. Đi chăng đây là một cái chai dầu của chú Kevin Kevin Trần ở Mỹ, đã ủng hộ cho chú tiền đó. Tặng cho chú một chai dầu luôn. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Trời, cái gì không quý bằng cái dầu đi ra. Thiệt luôn. Thơm lắm à. Ở đây là quý lắm rồi. Thiệt chứ, có đúng là có nhân có quả. Thật ra là rất nhiều hoàn cảnh Bùi Hồ đã từng đi chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem ở trên những cái video clip của Bùi Hồ về những cái công việc như thế này. Có những cái hoàn cảnh khác nhau thì nó sẽ để lại cho mình những cái ký ức khác nhau và những cái kỷ niệm khác nhau về một người nào đó, một nhân vật nào đó trong những cái chuỗi video clip trước. Nhưng mà đối với chú Tuấn á, thì Bùi Hồ lại đặc biệt đồng cảm hơn nữa. Vì qua gần nãy thời gian chú chỉ mong ước một điều thôi, không gì cao sang cả. Không phải là nhiều tiền, mà là chú mong ước chỉ một lần được gặp con mình. Mặc dù quá biết công việc tìm con của chú á, nó thực hiện trong vô vọng. Không phải là vô vọng mà trong cái rất là mong manh. Nhưng mà còn một cái tia hy vọng nào đó thì mình sẽ giúp chú trở về lại cái vùng đất xưa. Cái vùng đất mà hơn 50 năm về trước chú đã từng sinh sống. Và mình sẽ giúp chú thực hiện điều đó để cho mọi người hiểu thêm về cái cuộc sống của chú ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Xin chân thành cảm ơn anh Phong ở Tân Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp. Xin chân thành cảm ơn một chị ở Mỹ đã, cũng như là chú Kevin Trần, đã đồng hành với Bùi Hồ để ủng hộ cho hoàn cảnh của chú Tứng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe, an lạc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn nhiều. Dạ, chú mước nhất là thấy như vậy là quá hạnh phúc. Điều không có cái gì bằng cái hạnh phúc nhất là những người mà đã có một cái sự quan tâm, những hoàn cảnh éo le như thế này. Thật sự đây là cái điều rất là mong muốn, rất tốt, rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều. Con ấn tượng với chú á, là một cái câu nói gì mà con suy nghĩ hoài. Đối với chú á, không có gì vui bằng việc người ta, những cái phế liệu người ta đem dục bỏ. Đúng. Thì người ta chờ chú đem lại để mà tặng cho chú. Đó là cái niềm vui nhất. Thì chú nhận được những cái tình cảm đó thì con vui. Đúng. Rất là vui. Tại vì những cái lúc đó người ta cho mình bằng cái tấm lòng, phải không? Mà mình rất là cảm xúc về những điều đó. Rất là quý. Mình ngồi mình vui mình mất. Đừng ly đừng mất. Người ta thấy như vậy á. Là thương. Thương bằng cái tấm lòng của người ta luôn. Mà mình làm bằng cái chân thật. Bằng cái chân thật của mình nó mới quý. Chứ không phải người nào cũng được vậy đâu. Thật sự vậy đó.
mà mình đi làm á, mình cũng cảm thấy cũng vui. Không phải là mình không thấy vui, vì cuộc sống mà bằng chén cơm chén áo, bằng cái lương thiện cuộc đời của mình. Mà cả mỗi lần suy nghĩ á, là mình lại nghĩ đến con mình. Đó là điều vậy thôi. Đời ai cũng vậy. Giờ quý sang trọng không bằng cái tấm lòng mình nghĩ tới con. Thì sau này con nó cũng vậy đó. Nó cũng nghĩ tới tấm lòng của một người con nữa. Cha thay đổi con thay đổi cha. Nó cứ liên tục xảy dòng lại như vậy đó. Quý nhất là như vậy. Có nhiều người nói, ơi cái chuyện đó bình thường, không phải đâu. Ai cũng phải có một cái sự tình cảm bằng cái chân thật. Đó là cái quý báu nhất. Đây là những lời, đây là lời chân thật. Sau khi mà tất cả những người mà đã có sự ủng hộ mà quan tâm những hoàn cảnh éo le như vậy, là cái điều mà mình cảm thấy rất là quý báu nhất. Quý nhất không bằng cái gì, nó không là cái gì, nhưng mà quý nhất bằng cái tấm lòng của người ta đến, bằng cái chân thật của người ta là quý nhất. Chú nói với con á, một lần khóc của chú cách đây là nó lâu lắm rồi. Và bây giờ chú đã không còn khóc nữa. Hôm nay thì chú lại rơi nước mắt. Rơi lần nữa. Tại vì cái hoàn cảnh đó, nó làm cho con mình xúc động những cái việc làm của mình, biết không? Nó là như vậy đó. Như dễ gì chú rơi nước mắt con ơi, không có đâu. Nhưng mà đây là cái tấm lòng quý của tụi con đem tới một cái rất là cao cả. Những người ở xa gửi tiền qua bên con, rồi con gửi qua những người hoàn cảnh heo len vậy. Đó, đây là những cái bước đường chân thật của những người đó đó. Là đây cũng là những cái chân thật của người ta nhìn thấy rõ mình bằng cái cuộc sống. Con thấy không? Thấy người ta có cái tủ mình không cần. Chỉ về là đủ rồi. Che nắng, che mưa, quần áo mình về là được rồi. Không cần gì hết. Mở ra cũng có bộ đồ ra bằng vậy đó. Quý quý nhất là như vậy. Tối nay chú đi lượm đi, con mời chú một tô phở được không? Được. Tối nay chú cũng vẫn đi mà. Ngày nào cũng vẫn đi. Tối nay chú cháu mình sẽ ăn đêm bữa hơn. Con trừ bụng ăn đi mà chú. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau về hoàn cảnh của chú Tấn. Sẽ có những cái câu chuyện khác nhau về những mảnh đời nhặt ve chai. Câu chuyện của chú Tấn nó riêng và những cái câu chuyện mà của những ông cụ khác nó chung. Và cô bác quý anh chị hãy đợi xem Mùi Hồ sẽ thực hiện một cái video clip chuỗi hành trình về Tây Nguyên cùng với chú Tấn ha. Bye bye.